Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên quý thầy, kính thưa ban tổ chức của nhà hàng chay Mandala ha. Mấy người này vĩ đại thiệt các ta. Rồi kính thưa các Phật tử doanh nhân, trước thầy có quen cái anh đó. Anh cũng có tiếng tâm. Anh cũng là doanh nhân có tiếng tâm. Mấy năm gì đó. Tôi cũng không tiện nói tên. Cái sau gặp lại cái người em của anh thì bây giờ thì anh đang bị bệnh nặng. Nhà cửa thì thế chấp hết ngân hàng và vẫn còn âm và vốn. Mới hỏi sao vậy? Nói tại anh mỗi tháng anh kiếm khoảng 2 tỷ. Lúc mà gặp thầy anh mỗi tháng anh kiếm khoảng 2 tỷ. Mà anh nói ít quá không đủ xài. Thầy cũng không hiểu ông xài cái gì, mỗi tháng ông xài 2 tỷ mà ông chê. Trong khi thầy nuôi cả một cái chùa rồi đó. Rồi mình cầu có một nửa của ổng thôi cũng không được. Mà ổng 2 tỷ nói vậy đâu đủ sống. Cho nên ông bước vào một lĩnh vực và ông nghĩ rằng mỗi ngày ông sẽ kiếm được 3 tỷ. Mỗi ngày. Còn kia ông tháng 2 tỷ không đủ ông sống. Khiếp thì không hiểu gì. Nhưng mà kết quả là bây giờ thân thì bệnh, tài sản thì tan nát hết không còn. Nhưng mà khi ông làm nó thì ông quyết tâm lắm. Có một sự thôi thúc nội tâm của ông. Nên mà cũng cái sự thôi thúc nội tâm đó làm cho ông phá sản. Rồi cũng có người khác cũng bị cái thôi thúc nội tâm đó. Cái quyết định đầu tư rồi sao thành công luôn, thành đại gia giàu luôn, không biết nữa, không biết tại sao. Cho nên hai cái thôi thúc nội tâm rất giống nhau. Nhưng cái nó lừa mình, một cái nó là sự thật. Thì cái quan trọng sao ta biết cái nào, cái thôi thúc nào nó lừa mình và cái nào là sự thật để mình đi cho đúng cuộc đời của mình. Cái đó cái quan trọng, mình hiểu được mình, hiểu được cái phước mình tới đâu. Để mình đừng đầu tư qua khỏi cái phước mình. Mình hiểu được cái trí của mình tới đâu để mình làm việc vừa trong tầm tay quản lý của mình. Và mình hiểu cái đạo đức mình tới đâu để mình chọn một cái số người nào nó vừa đủ trong trái tim mình yêu thương. Đừng vừa quá, bắt đầu mình làm bậy. Tại vì thực cái này, tiền nhiều quá, cái người dưới nhiều quá mà mình không đủ đạo đức thì mình biến thành người ác liền. Cho nên có 3 điều mà ta phải hiểu về ta. Một, phước mình tới đâu, canh làm tới đó thôi thì không bị hố, không bị thất bại. Hai, trí tuệ mình tới đâu. Và ba, đạo đức mình tới đâu. Nhưng mà khi đưa vấn đề ra, hầu như chưa ai biết về mình 3 điều này. Mà nếu có đánh giá trật lất không à? Mình 1 đánh giá thành 10 không à? Phải không à? Hầu hết bị lầm cái này. Là ta không đánh giá chính xác về mình. Rất ít người bị cái bệnh tự ti. Ví dụ mình 10 mà đánh giá mình có 1, thế gian thì không ra người đó. Nên mấy người đó gần tu đi tu trơn rồi. Mấy người đó đi tu sạch hết rồi. Tí họ 10 mà họ nghĩ là 1 là vô chùa cạo đầu hết trong. Còn mà đa số người ta là 1 đánh giá mình thành 10. Thành thử cuộc đời này đủ thứ chuyện. Nên bây giờ nếu ước gì mà ta biết được chính xác cái phước mình tới mức độ nào, cái trí mình tới mức độ nào, cái đạo đức mình tới mức độ nào, thì mình không bị thất bại, mình làm vừa tới nó thôi. Biết phước mình ngang đó làm đó. Thì mình là cái số mình chỉ là làm chủ 3 cái căn nhà, làm chủ 3 căn, đừng vay tiền mua cái thứ 4, đổ nợ. Hoặc là cái phước của mình là cái vốn mình thì nó lên tới mức độ đó, đầu tư tới cỡ cái xưởng đó, phát triển tới đó, và chính xác tới năm đó, dừng lại, không có làm ăn được nữa. Thì trước đó mình lo thu gói, mình giao cho người khác. Xong, đi về, đi chùa, đi làm từ thiện rồi cho vui, sớm hơn. Tại vì làm nữa sẽ thất bại. Nếu ước gì ta biết được chính xác cái đường đời của mình, cái duyên, cái phước của mình, thì đỡ khổ tâm lắm. Ta khổ tâm chỉ bởi vì ta không biết. Ta mò mò tới đi. Đôi khi những cái thôi thúc của nội tâm, thôi thúc tầm bậy, nó xúi ta làm bậy không, mà do cái tham vọng của mình. Giống như cái anh mà nãy thầy nói, anh nói ngày 1 tháng 2 tỷ không đủ sống, ông làm sao, ông kinh doanh gì một ngày phải được 2-3 tỷ. Có cái ngành gì kinh doanh ngày 2-3 tỷ không? Có chứ không phải không. Có chứ không phải không. Thực sự thì ta không thể nói ra được. Nhưng mà đâm đầu vô chết liền. Vì không phải ai cũng đủ phước. Thì nói cái chủ phước này là cái bản lĩnh, cái tính đầu gấu, cái sự hung dữ, cái sự tàn bạo mới có thể đầu tư được vào trong những lĩnh vực đó. Mà một ngày mà lấy 2-3 tỷ của thiên hạ đem về bỏ túi mình, không phải dễ đâu. Không đủ tàn bạo, không đủ làm chuyện đó đâu. Ghê lắm chứ không phải không. Phải đủ phước nữa. Và vì vậy, cái hôm nay ta ngồi nói chuyện với nhau vì là ta bình tĩnh lại. Ta cần có một cái trí tuệ gì đó để ta hiểu được chính ta cho sâu sắc. Như hồi nãy thì nói cái anh mà ảnh mong ước là ngày kiếm 2-3 tỷ á. Cái thôi thúc trong lòng ảnh nó không phải là một cái linh tính
mà nó là một cái tham vọng mà ta không phân biệt được. Hai cái thôi thúc rất giống nhau. Ví dụ một người nói em ví dụ bé vậy, nói nhà thì nghèo, nhà thì nghèo, cái bố nó nói nửa lớn con làm gì, nói dạ nửa lớn con đi bán xe hơi. Ông bố trợn mắt ra, chắc nó dốc mà thiệt, lớn lên nó bán xe hơi thiệt, mày rất là giàu. Vì từ nhỏ nó có cái linh tính đó, nó có linh tính định hướng đó. Cái linh tính này nó nói thản nhiên lắm, không phải là tham vọng. Hoặc là ta có một cái câu chuyện bên Mỹ vậy. Có một cái hồi vào cái thời mà lúc đó nước Mỹ mà mới lập quốc, thì cũng quên mất là đời tổng thống thứ mấy rồi, là trong một cái nông trại lớn, vì cái vùng miền Tây của nước Mỹ mà, rút súng nó bắn viên đạn rớt xuống đâu, nói đất tôi đó, ai bước vô nó bắn chết vậy đó. Thành thử nông trại nó mênh mông, và những cái nhà kho nhà đụng rồi, ngựa bò rồi, ui đầy. Thì ông có một ông trại chủ, ông có con gái đẹp, thì cô con gái đó yêu một cái người làm công của ông, cái thanh niên làm công. Thì hai người yêu nhau, cái ông chủ cũng biết, ông mới kêu thằng kia lại, lại cho tao biểu, mày phải hiểu rằng thế này, tao không bao giờ gả con gái tao cho một thằng không có tiền, không có học, không có tương lai, không có sự sản, mà không có gốc tích, mà đúng anh chàng kia anh mồ côi. Thì sau khi ông nói câu đó xong, thì sáng hôm sau anh chàng đã mất tích, bỏ đi mất. 20 năm sau, thì cái nhà kho mà của anh chàng nó ở thì nó mục rồi. Cái ông cũng già lù khụ rồi, ông vô ông kêu dỡ dọn, tháo dỡ. Dọn tới chỗ cái giường mà cũ của anh chàng đó nằm, thì thấy anh khắc lại cái tên của anh, James A. Garfield. Thì lúc đó đang chính xác là tổng thống của nước Mỹ ngay lúc đó luôn. Lúc ông mới hối hận phải gãi thằng đó, giờ con mình làm phu nhân tổng thống. Không ngờ cái thằng đó trí tuệ, nó bản lĩnh đến mức độ như vậy. Không ngờ. Mà khi mẹ anh rời khỏi cái nhà đó, cái quyết tâm của anh là làm tổng thống. Kinh khiếp mà làm thành công. Nhưng mà chỉ cái điều là ông Garfield đó cũng bị ám sát chết. Trong lịch sử của Mỹ thì có khoảng 3 ông bị ám sát chết. Một là ông gì đó, Lincoln ha. Ông Garfield đó với ông Kennedy. Nhưng mà cũng lên làm được tổng thống, cũng thỏa mãn được cái ước nguyện của mình. Thì cái mà ông bước đi, ông ra ngoài, ông thề ông phải làm tổng thống, thì cái câu đó nó vừa giống như là một sự trả thù ha, sự tự ái, như một cái tham vọng, nhưng mà không ngờ cũng là một cái linh tính. Như vậy thì ở đây là giữa bao nhiêu cái tâm niệm của ta, cái khát khao, cái ước vọng của ta trong đời, làm sao ta thấy được cái nào là tham vọng và cái nào là linh tính, cái nào là linh tính, để ta chọn đường đi cho đúng. Thầy đi tu cũng là do linh tính. Thầy từ nhỏ đó, ba mẹ thầy sách thầy đem gả hứa hôn khoảng 20 cô nhỏ nhỏ vậy nè, gặp ai cũng thôi mình làm con xui nha, cho hai đứa này lấy nhau. Mà thầy nhớ, ủa sao nhớ có cô này rồi, sao bữa nay gặp cô này lại hứa nọ nữa. Mà hồi nhỏ thầy không dám hỏi, mà sách đi 20, nhưng chỉ điều trong đầu thì có cái linh tính, không bao giờ thầy làm chú rể, có cái linh tính nó rất rõ. Rồi có một cái bà đó cũng vậy, bà thương thầy quá, bà muốn gả con gái, bà kể chuyện về cái đám cưới, thầy nghe diễn tả cái đám cưới, thầy mới nhăn nhăn mặt, thầy nói nghe mệt quá ha, trời bà chửi thầy một trận. Thì ra không phải thầy chê, mà cái linh tính. Cho nên thầy đi tu đúng là cái linh tính nó đã đúng, chứ cũng không phải là thất tình hay thất bại gì. Thì ở đây vậy, cái quan trọng là ta biết được cái nào là cái linh tính định hướng cuộc đời cho ta, và cái nào là cái tham vọng hay là những cái vọng tưởng mà nó dắt ta đi tầm bậy. Mà để biết được điều đó thì ta phải cũng lại có một cái phước để biết được cái phước của mình, chứ không phải là dễ. Mà cái quan trọng nhất là ta có cái thiền định để lọc cái tâm ta. Khi ta lọc được cái tâm ta thì ta biết cái niệm này nó thuộc về tham vọng. Thấy người ta giàu, mình cũng muốn giàu. Thấy người ta đại gia, mình cũng muốn so sánh với người ta, sánh vai với người ta trong tầm mức nào đó. Người ta đi một chiếc xe siêu sang, mình cũng muốn có chiếc xe siêu sang. Ta ở cái biệt thự, mình cũng muốn có cái biệt thự. Cái đua đòi, cái hơn thua đó, cái tâm nó phải lọc đi. Lọc đi rồi, khi mà tâm mình thanh tịnh mà lọc được cái tâm tham vọng, đua đòi hơn thua đó rồi, thì cái linh tính mình nó khởi lên là cái thật. Lúc đó cái thật, tự ta biết mình, mức độ mình sẽ thành công tới khoảng nào. Tới khoảng nào, đầu tư tới khoảng đó thôi. Và còn lại để sống an vui, hạnh phúc, lo tu hành, do làm phước ở kiếp sau nữa. Nếu mình không có lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì cũng phải biết tích lũy cái phước cho kiếp sau. Còn kiếp này, mình đang hưởng cái phước của kiếp trước. Tới kiếp trước mình cũng làm được mớ rồi đó. Giờ mình cũng khá giả so với mọi người.
thì cũng khá rồi đó. Chứ không phải khi con không có biết làm phước thì hôm nay cháu không được mang Đa La ngồi, mời ngồi đây quá ha. Cũng phải có phước gì nha. Vì đó thì mới được tổ chức mandala mời vô ngồi đây chứ không phải dễ à. Đó, mình cũng có cái phước gì rồi. Nhưng rồi còn những cái phước mình làm ở kiếp này thì xin báo không đủ để chuyển nghiệp của đời này. Ví dụ cái người đó có cái phước kinh doanh thành công được 25 năm sau đó vô tù. Có cái nghiệp cuộc đời họ, cái đã quy định rồi, cái quỹ đạo cuộc đời đã đi đúng 25 năm sau đó phải vô tù, chạy trời không khỏi nắng. Thì bây giờ bỗng nhiên con thầy bói, ông bói hay, ông nói anh tới năm đó anh vô tù. Bây giờ tài sản anh về cho tới năm đó anh vô tù. Thì ông lại nghe về, ông lật đật, ông chuyển nghiệp, làm phước. Xin thưa vẫn vô tù. Như hồi xưa Minh Phụng á, qua bên Đài Loan, ông thầy Tạo ông coi, anh nửa chết không có cái hòm chuông. Ông kiểu trợn mắt, ông nói trời tài sản ông nổi tiếng ở Việt Nam nhưng mà mình chết không có hòm chuông. Thiệt, đúng thiệt. Không hòm chuông. Mà cái đó, nếu ông biết, mà ông cũng làm phước dữ lắm nha, nói cũng đi cúng chùa cũng đồ, nhưng mà có nhiều người mới hỏi thầy nó, dạ con thấy ông Minh Phụng ông cũng cúng dường dữ lắm mà sao ông không chuyển được nghiệp của ông. Thầy mới hỏi ông cúng bằng tiền của ai, nói tiền của ông hay không, không toàn mượn của ngân hàng mà tiền ngân hàng là tiền của nhân dân, mà ông cách nào ông mượn, ông đút lót để ông mượn được những số tiền, và cái tiền ông đút lót là cả cần xế đem cho anh ta rủng gom tiền của nhân dân. Trên sách cái tiền đó ông đi mà ông cúng chùa, ông có phước không à? Không, đâu có phước đâu. Nên tính là kỹ nhân quả không có. Nên cái kết cục nó thê thảm.